Một vụ án xảy ra cách đây đã hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của một cựu kiểm sát viên quân sự cao cấp, cựu thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì vẫn còn in đậm. Và bài học về sự thận trọng, khách quan trong tố tụng thì còn nguyên tính thời sự. Gia đình và con đẻ nạn nhân của Oanzai đã có nhiều đơn gửi đến Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét minh oan cho cha bị bắt tạm giam Oanzai, dẫn đến hậu quả đau lòng là chết tại trại giam Bất Bạt của quân đội. Một vụ án Oanzai đã khiến lịch sử ngành kiểm sát quân sự ghi nhận. Tiếp nối phần 1. Có phải sự thật Phạm Văn Duyện là hung thủ? Nạn nhân thực sự chỉ có một. Những lý lẽ của luật sư Nguyễn Trọng Tị là sai, cùng những điều ít biết liên quan đến câu chuyện này. Vụ án gà Phạm Xá, phần 2. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Hung thủ. Sau khi Phạm Văn Duyện tử vong, vụ án gà Phạm Xá tưởng chừng như khép lại. 3 năm sau đó, vào năm 1970, Công an Hải Phòng đã bắt được tên Phạm Văn Lễ, thủ phạm giết một người phụ nữ người Hoa ở Thủy Nguyên, Hải Phòng để cướp tài sản. Phạm Văn Lễ bị tuyên phạt tử hình. Vào ngày ra pháp trường, không hiểu do oan hồn thôi thúc hay là lương tâm cán rứt, Phạm Văn Lễ đã xin khai thêm những vụ án khác mà hắn đã thực hiện. Trong đó có vụ giết hại một cô gái ở ga Phạm Xá. Hắn khai đã làm quen với cô gái từ chỗ mua vé. Thấy cô có đôi hoa tai nên hắn cũng mua vé xuống cùng ga với cô. Khi đi gần bờ mương, hắn đã đẩy cô gái xuống nước rồi túm lấy hai chân cô dốc ngược, cho đầu xuống nước khiến cho cô gái chết ngạt. Và hắn đã giết tới 4 mạng người bằng thủ đoạn này. Lúc đó có nhóm người đi qua rủ đi đò quýt. Khi họ đi thì hắn mới giật đôi hoa tai của nạn nhân. Công an khi này đã lần theo lời khai của Phạm Văn Lễ tìm được tang vật vụ án. Cho đến lúc này, những người buộc tội Phạm Văn Duyện mới ân hận, nhưng đã quá muộn. Luật sư Nguyễn Trọng Tị nhờ đó cũng đã được minh oan, được đưa về đơn vị cũ và phong quân hàm đại úy. Sau 50 năm, ông vẫn trăn trở. Người tiến hành tố tụng phải thật sự khách quan, tôn trọng pháp luật. Tiếc rằng, vẫn có trường hợp đã chót làm sai nhưng không dám nhận sai, đâm lao theo lao, bất chấp pháp luật, mà vụ án anh Phạm Văn Duyện này là một vụ án điển hình. Hồi đó, ấu trĩ quá. Sự thật về nữ y tá. Sau khi đăng bài vụ án ga Phạm Xá và anh bộ đội xuống ga lúc nửa đêm trên tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử, ban biên tập tạp chí đã nhận được nhiều phản hồi từ độc giả, trong đó có cuộc điện thoại của anh Phạm Văn Tuyến, con trai ông Phạm Văn Duyện. Cơ duyên đó đã khiến luật sư Nguyễn Trọng Tị, người cán bộ điều tra của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương năm xưa, cùng với tạp chí Tòa án Nhân dân trở lại Phạm Xá sau tròn nửa thế kỷ vụ án xảy ra. Người đón luật sư Nguyễn Trọng Tị cùng tạp chí Tòa án Nhân dân là anh Phạm Văn Tuyến, con cả của ông Phạm Văn Duyện. Cùng gặp gỡ tại nhà anh Phạm Văn Tuyến có bác sĩ Uyển, người gọi ông Duyện bằng cậu và cũng gọi nữ y tá bị sát hại trong vụ án ga Phạm Xá năm xưa là dì họ. Ông Uyển cho hay nữ y tá xấu xấu đó là bà Nguyễn Thị Chu, sinh năm 1944, nhà ở thôn Cam Thượng, xã Việt Hưng, liên kề xã Tuấn Hưng và nhà chồng ở phía bên kia sông, chỗ bến đò quýt. Khi bị sát hại, bà Chu đang có thai 2 tháng. Thông tin này đã khiến cho luật sư Nguyễn Trọng Tị hết sức bất ngờ vì không hề biết nạn nhân trong vụ án đã có chồng và đang mang thai. Gia đình bà Nguyễn Thị Chu có tất cả 6 chị em, trong đó bà Chu là chị cả, sau là 5 em trai. Bà Nguyễn Thị Chu là người xinh đẹp, ngoan ngoãn nên bố mẹ rất yêu thương. Nhiều trai làng tìm hiểu nhưng bà đã chọn ông Nguyễn Thành Mai, cháu một bà mợ, nhà ở phía bên kia sông. Khi án mạng xảy ra, mấy anh trai làng si mê cũng bị gọi hỏi. Bà Chu và ông Mai lấy nhau được gần một năm thì bố ông Mai xin cho bà Chu đi học lớp y tá 18 tháng. Lúc đó, ông Mai đang làm ở mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh, định đưa vợ đi cùng, nhưng bố ông đã xin cho bà Chu về ngành lương thực Hải Dương. Khi bà Chu đi học thì bà với ông Mai không dám có con, sẽ ảnh hưởng tới việc học. Cho đến khi học sắp xong thì hai vợ chồng mới quyết định và có con. Ông Phạm Văn Duyện. Thông tin do nhân thân ông Phạm Văn Duyện cung cấp. Ông Duyện đi bộ đội từ năm 1958. Sau mấy năm xuất ngũ, lấy vợ sinh con thì vào năm 1966 ông tái ngũ và dẫn đến vụ án oan ức. Ông Duyện thuộc sư đoàn 320C đóng quân ở Miếu Môn, Hòa Bình. Khi hành quân đến Thạch Thành, Thanh Hóa thì ông Duyện bị ốm nặng, thể trạng ốm yếu dẫn đến phải ở lại và ông đã xin phép trạm thu dung cho về nhà điều trị.
Khi bắt đầu điều tra vụ án thì ông Phạm Văn Duyện đã trở lại đơn vị tại Miếu Môn. Đến khi họ xác định thủ phạm là ông Phạm Văn Duyện thì ông mới bị bắt tại đơn vị. Do đó, ông Duyện không đào ngũ. Năm 1971, tên Phạm Văn Lễ bị thi hành án tử hình tại đê Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, cách xã ông Duyện chừng 2 cây số. Người dân đi xem rất đông. Ai cũng hiểu, ông Phạm Văn Duyện bị oan nên vợ con, gia đình ông cũng được an ủi phần nhiều. Và người con dâu Bùi Thị Thúy của gia đình ông Duyện cũng chính là người xã Kim Xuyên ấy. Lịch sử ngành kiểm sát quân sự ghi nhận vụ án Ga Phạm Xá. Trong cuốn sách Lịch sử ngành kiểm sát quân sự Việt Nam 1945-2000 do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2001 có ghi chép rất rõ ràng về vụ án oan của ông Phạm Văn Duyện. Tại trang 84 của cuốn lịch sử viết: trong quá trình điều tra, do số vụ án nhiều, cán bộ điều tra ít lại thiếu kinh nghiệm nên có nhiều vụ hồ sơ chưa chặt chẽ, không đầy đủ, thậm chí có vụ do nóng vội, nghiên cứu hiện trường chưa kỹ lưỡng, thu thập dấu vết tang vật chứng không đầy đủ, thiếu chính xác, lại dựa vào những suy diễn chủ quan, những căn cứ thiếu khoa học, đã bắt oan một quân nhân tên là Duyện bởi nghi Duyện là thủ phạm giết một phụ nữ có thai, lấy hoa tai rồi nhét nạn nhân vào cống thông nước trên đường từ ga Hải Dương về làng. Năm 1970, Tòa Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử tên Phạm Văn Lễ can tội cướp của giết người nhiều lần với mức án cao nhất, tử hình. Trước khi thi hành án, tên Lễ xin khai thêm vụ giết một phụ nữ có thai, lấy hoa tai vàng, nhét nạn nhân vào cống gần ga Hải Dương, chính là nạn nhân mà cách đó một năm đã nghi cho quân nhân Duyện gây án. Trong quá trình tiến hành điều tra, có ý kiến cho là chưa đầy đủ yếu tố để bắt Duyện, nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế nên cơ quan có trách nhiệm đã dùng biện pháp bắt tạm giam vội vàng thay cho điều tra, thu thập, xác minh chứng cứ không đầy đủ, thiếu khách quan đã dẫn đến hậu quả trên. Đây là công trình do Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương ấn hành, do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính chủ biên cùng với các thành viên biên soạn là các đại tá Nguyễn Đắc Hải, Trần Trọng Kẹo, Lê Văn Phách. Hoàn chỉnh bản thảo là các đại tá Lê Minh Tân, Nguyễn Huy Long và Thượng tá Tiến sĩ Dương Đình Lập. Như vậy, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có hồ sơ tài liệu về vụ án oan của quân nhân Phạm Văn Duyện và các tác giả chính là những nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp biết và nghiên cứu về vụ án này. Minh Oan. Gia đình ông Phạm Văn Tuyến, con trai của ông Phạm Văn Duyện, đã có nhiều đơn gửi đến Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét minh oan cho cha là ông Phạm Văn Duyện, sinh năm 1939, quân nhân đơn vị 320C bị bắt tạm giam oan sai, dẫn đến hậu quả đau lòng là ông Duyện chết tại trại giam Bất Bạt của quân đội. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã nhiều lần có hồi đáp. Theo ông Tuyến, cơ quan này cho biết cần có thêm nhân chứng để làm rõ vụ án, làm rõ mối liên hệ giữa vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại ga Phạm Xá. Nạn nhân là Nguyễn Thị Chu do Công an tỉnh Hải Dương khởi tố điều tra. Bị can là Vũ Minh Lễ và vụ án đào ngũ có mang theo vũ khí, bị can là Phạm Văn Duyện. Do đó, gia đình đã tích cực tìm hiểu để có thêm nhân chứng biết rõ vụ án oan sai của ông Phạm Văn Duyện. Ngày 7 tháng 11 năm 2018, gia đình ông Tuyến đã đơn thư lần thứ tư với nội dung mới. Qua tìm hiểu, gia đình biết được ông Lê Đức Tiết, nguyên cán bộ của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, cũng là người biết rõ vụ án oan của bố tôi. Hiện ông Tiết đang còn khỏe mạnh, ở tại khu tập thể quân đội số 3 Trần Phú, Hà Nội. Ông Lê Đức Tiết và ông Nguyễn Trọng Tị là hai nhân chứng sống, minh chứng cho nỗi oan khuất thấu trời đã bị vùi sâu suốt nửa thế kỷ qua của cha tôi. Luật sư Nguyễn Trọng Tị, huy hiệu 70 năm tuổi đảng, nguyên điều tra viên vụ án quân nhân Phạm Văn Duyện năm xưa. Ông Nguyễn Trọng Tị xác nhận, thông tin ông đã cung cấp cho gia đình ông Tuyến và cho xem cuốn Lịch sử ngành kiểm sát quân sự Việt Nam 1945-2000 có những thông tin mà cả Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và gia đình ông Tuyến bấy lâu nay tìm kiếm. Ông Nguyễn Trọng Tị nói rằng, tìm được cuốn lịch sử này tôi rất mừng vì thấu hiểu nỗi đau của gia đình ông Duyện phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay. Theo gia đình cho biết, về tâm linh, gia đình khao khát được minh oan cho người đã khuất vì suốt 50 năm qua chưa có văn bản chính thức của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác nhận ông Duyện bị oan để hương hồn ông được thanh thản. Là người trực tiếp tham gia vụ án và không đồng tình về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Duyện. Sau hơn nửa thế kỷ, ông Tị nói, vì nghi ông Duyện là thủ phạm giết cô Chu, cần khám nhà tìm tang vật, nên khi đó cơ quan điều tra khởi tố ông Duyện về tội đào ngũ để lấy lý do khám nhà tìm vũ khí. Ngay việc khởi tố ông Duyện về tội đào ngũ mang theo vũ khí đã là oan sai rồi, vì ông Duyện không đào ngũ, cũng không mang vũ khí về nhà. Vì ốm đau, ông Duyện xin phép đơn vị về nhà trị chữa bệnh. Về nhà ít ngày thì ông Duyện lại trở lại đơn vị tại Hòa Bình và bị bắt tại đơn vị,
nên rõ ràng là không có chuyện đào ngũ ở đây. Ông Tị cũng cho rằng những gì đã tìm được thật sự là một tin vui cho gia đình ông Tuyến cũng như cơ quan Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, vì những thông tin này cung cấp cơ sở để giải quyết đơn thư của gia đình ông Tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều, theo đúng tinh thần cải cách tư pháp cũng như truyền thống nhân ái, đề cao lẽ công bằng của dân tộc ta. Trân trọng cảm ơn khán thính giả đã lắng nghe, theo dõi. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Tạp chí Tòa Nhân dân điện tử, cơ quan của Tòa Nhân dân tối cao. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.